Xin chào anh em, mình hiện giờ đang có mặt ở thành phố Los Angeles. Mình hôm nay muốn có một cái trải nghiệm là đi mua xe ô tô ở bên Mỹ. Mình sẽ mua chiếc xe này và để mình chạy từ Los Angeles về thành phố San Francisco. Mua xe thì mình tìm hiểu trên một số trang mạng mua bán ở trên bên Mỹ, họ cũng có những cái website chuyên đăng mua bán xe. Thì mình có tìm hiểu thấy một chiếc xe Corolla Altis đời 2013 này, thì mình có liên hệ được với chủ xe và họ đồng ý bao mình bán với giá rất là hợp lý. Vì vậy là mình quyết định mua chiếc xe này. Xe này thì của một bạn cũng người Việt nhé. Bạn ấy là người Việt và mình định quay, nhưng mà bạn ấy không muốn quay mặt bạn ấy, cho nên là mình cũng tôn trọng thôi. Nên là mình sẽ chỉ quay mua xe thôi, quay chiếc xe này. Mình đã làm việc với bạn ấy xong rồi và một chiếc xe này được mua với giá khoảng hơn 100 triệu đồng một tí thôi. Đây là một chiếc xe Corolla Altis đời Toyota Corolla, đời ở Việt Nam mình là con Corolla Altis đời 2013. Chiếc xe này thì nó ở bên Mỹ này thì nó cũng có một số cái nó khác với lại Corolla Altis của Việt Nam. Thì có bản này nó là chỉ là bản bình thường, bản bay thôi. Cái vành nó vẫn là vành sắt. Option của một số các dòng xe bên Mỹ thì thường là nó cao hơn của Việt Nam. Điển hình như ví dụ chiếc này là bản bay nhưng mà nó cũng có chức năng cân bằng điện tử nha các bạn. Này các bạn nhìn này. Đấy, mặc dù là ghế nỉ này, vành sắt này, vô lăng thì chả có cái nút nào cả. Đấy, nhưng mà nó vẫn phải có cân bằng điện tử. Đấy, đây là cái tiêu chuẩn của bên này rồi. Và đây chiếc xe này nó có 6 túi khí. Đấy, những cái tiêu chuẩn về an toàn thì nó tương đối là cao. Mặc dù là các option thì không có gì nhưng mà tiêu chuẩn về an toàn phải cao. Đấy là cái bên này nó yêu cầu như vậy. Đây là nội thất của nó. Đấy. Chiếc xe này hiện tại thì nó đã chạy được là 9,8 vạn mao. Nó tức là tương đương với khoảng tầm 15 16 vạn, khoảng gần 16 vạn rồi. Khoảng 15 vạn, gần 15 vạn một tí. Thủ tục với mua bán xe ở bên này thì cũng tương đối là đơn giản. Đấy, mình quay cho các bạn xem, đây là cái giấy tờ xe này, giấy tờ xe. Nó chỉ có một cái title, một cái đăng ký xe. Đấy. Đấy. Mình mua được của một bạn người Việt. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái giấy tờ bên trong của nó nhé. Đấy. Đây là cái đăng ký xe này. Đăng ký xe này. Đấy. Còn đây mình, cái này là cái giấy tờ mà của bên nó gọi là cơ quan quản lý ô tô xe hơi DMV nó cấp. Thì cái này là do cái cơ quan họ cấp. Thì trên cái này nó có cái phần vehicle history. Nếu mà chiếc xe nào đã bị tai nạn này, bị tua công tơ mét này, thì khi mà mua bán, họ sẽ bên các cơ quan quản lý họ sẽ xác nhận vào đây cho mình nhá. Đây là cái số khung, số máy, các cái thông tin về ngày cấp, ngày hết hạn gì đó. Thì đây ví dụ như là odometer đây, cái này được cấp từ 12 tháng 12 năm 2012, tức là xe này là đời 2013 rồi. Thì các bạn có thể nhìn thấy này, cái odometer reading tại cái thời điểm đó là 6 mao, tức là xe đăng ký mới mà. Đấy. Actual mileage là cái này là nó xác nhận là cái odometer này là chính xác. Đấy. Trên này nó có cái vehicle history, tức là nếu mà chiếc xe nào đã tai nạn thì nó sẽ ghi vào là như là salvage title, hoặc là chiếc xe nào mà bị tua công tơ mét rồi nó sẽ ghi là not actual mileage. Đấy, kiểu như vậy. Khi mà mua bán xe thì cũng rất là đơn giản thôi. Cái tờ này thì chỉ cần chủ xe họ ký vào cái chữ ký ở đây. Sau đó là mình tự đem lên cái cơ quan quản lý của xe, đó là DMV, để mình sang tên, rất là đơn giản. Tất nhiên là trước khi sang tên thì nó có một cái thủ tục nữa, giống như kiểu bên mình nó là thủ tục về đăng kiểm ấy.
chiếc xe này nó sẽ phải đạt gọi là cái smoke check, tức là cái khí thải, nếu mà đạt yêu cầu thì họ mới cho sang tên, nếu mà xe nào mà không đạt nó bắt phải đi sửa hoặc thậm chí không cho sang tên luôn. Đây là cái đăng ký xe nó sau khi được cấp lại, theo 1 năm nó sẽ phải cấp lại cái đăng ký này một lần. Đấy, 1 năm cấp lại một lần, cho nên là nó chỉ thế này thôi, đơn giản thế này thôi. 1 năm cấp lại một lần và nó sẽ xác nhận các cái thông tin của chủ xe cấp lại cho mình. Ghế vẫn là ghế nỉ, thế mới đều chứ. Ghế đằng sau cũng là ghế nỉ. Tất nhiên là chiếc xe này chạy nhiều nhưng mà ở bên này mình nghĩ là chạy toàn đường cao tốc, nó chạy cũng chỉ nó còn giữ gìn và tương đối là đẹp. Lốp thì chủ xe vừa mới thay, vừa mới bảo dưỡng hết tất cả các thứ ở trong hãng rồi. Mình xem có cái bảo dưỡng và vừa mới thay ắc quy xong đấy. Mình mua với chiếc xe này chỉ hơn 100 triệu đồng một chút và mình mua xong chắc chắn là khi mà về đến San Francisco mình sẽ bán nó đi. Có thể để nhờ để đó, nhờ anh bạn bán hoặc có thể cho thuê thì chưa biết được, nhưng mà mình thấy là nó rất rẻ so với lại xe ở Việt Nam. Cứ mua cái chạy đi chơi đã cho nó sướng. Mình sẽ làm cái clip chạy từ Los Angeles về San Francisco. Các bạn hãy chú ý đón xem cái clip đấy của mình. Đây, bây giờ mình sẽ quay lốt một vòng quanh xe, sau đó là mình vào mình thanh toán tiền cho cái bạn bán xe, rồi mình sẽ chạy về San Francisco. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip sau nhé.